chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình vậy là cái sự kiện đầu giải s cộng mới Brock Mega megastric ở bản tiếng trung đã chính thức kết thúc và ở trong cái server của người chơi cái team siêu tiên mà mình review dưới đây thì không có ai lấy cả bởi vì con này uh, chủ yếu là sẽ chơi với cả cái team đất với cả team thép là chính thôi và người chơi này đang chơi cái team siêu tiên thì nó cũng sẽ không phù hợp để có thể uh, cho vào đội hình được rồi nhưng mà có một người chơi khác ở trong cái uh, server của người chơi này mà mình vẫn hay review ấy chơi cái team uh, tiên đất đá và bây giờ người chơi đó đã lấy được con uh, Brock Mega Slick chính thức cho vào đội hình ở à, đây một con 12 sao thì bây giờ mình sẽ review uh, chiến đấu với cả đội hình này sau khi mà có Brock Mega Slick thì người chơi đó sẽ như thế nào trước tiên thì mình sẽ cùng nhìn là cái phần uh, Brock Mega Slick của người chơi đó hiện tại là đang lên mu hay là lực chiến bao nhiêu 12 sao này hai triệu 2 lực chiến và đã lên đó là ZMU4 rồi, sử dụng một cái bảo vật vàng đó là cái khiên bất tử. Đây là trận đấu của ngày hôm qua. À, với Brock Mega đã được thay thế vào rồi. Vừa vào thì nó đã giúp cho một đồng đội hệ đất à, được trốn dưới lòng đất giống như thế kia, con nào nhỉ? Raymond Gordon. Đấy là con đất mạnh nhất thì phải. Và bây giờ bên kia thì thiếu mất đi cái dây liên kết của nia thì ăn một quả đam của con Mega chui thì nó sẽ như thế nào? Brock Megastilic đây Bị dính khống chế Chói của Celebi Celebi đi cùng thì có cái chói rất là hay Một quả đập Của Mega Mochui mất 7 triệu Brock Megastilic đang bị khống chế Tốc độ của nó rất là chậm Một quả đam 39 triệu này Trốn Và Brock Megastilic đã chính thức tử trận Mặc dù đấy là một con ZMU4 thì vừa mới bắt đầu xuất hiện đi thì hầu như là S cộng nào ở bản tiếng Trung cũng có thể sẽ bị một số cái lỗi không kích hoạt được một số các hiệu ứng. Chẳng hạn. Nhưng mà đến gần gần là về sau bắt đầu điều chỉnh lại dần. Còn đây là trận đấu của ngày hôm qua thì mình sẽ thử đánh với cả một trận đấu của ngày hôm nay, nhưng mà như các bạn thấy là vừa vào đã có hai Pokemon đã chính thức tử trận rồi. Đó là Brock Mega Steelix với cả Primamon Gaudon. Tim đã bị mỏng hơn rất là nhiều. Cho nên là với cái tim này nếu mà bạn có thể là thay thế một con ra để cho Sarnia vào thì tim cũng sẽ có được cái sự vững chắc hơn lúc đầu. Đó là Shiny Megatirata có lẽ là nên bỏ đi. Bởi vì nuôi nó không được tên tốt lắm thì ăn một quả đòn mạnh là ra đi luôn mà không kích hoạt được khỏi kháng tử. Xong. Trận đấu này diễn ra một cách rất là nhanh chóng và thắng một cách rất là dễ dàng. Ồ trông như thế thôi nhưng mà thực ra là người chơi này VIP 16 này vẫn đang đứng ở hạng thứ hai sau khi vẫn có thể giành được chiến thắng trước một cái team VIP 16 khác đội hình như thế này. VIP à, 18 khác đội hình kiểu dạng như thế này vẫn bị thua với cả cái team 17 triệu như thế này. Và đây là một cái đội hình team VIP 15. Còn bây giờ đấu tiếp với cả người chơi này. Và trận đấu lại bắt đầu. À, sau cái trận đấu này thì sẽ cùng tiến ra cái giải đấu ở lên server thì gặp những người chơi khác mạnh hơn vừa vào trận đây là sẽ có một cái bùn ở phía dưới chân bây giờ Brock Mega người chơi đó để xuống hàng dưới à, chắc để để tránh với cái đòn tấn công của bên này chăng à, trong đó thì Ryan Gordon đã trốn ngay dưới lòng đất rồi thực ra trốn như vậy thì cũng có cái bất lợi một phần là hiểu dạng như là nó thiếu mất đi một con có sự liên kết của Sơn nia chẳng hạn đấy thì cũng mất dần đi cái hiệu ứng đấy thì giảm đi một con có khả năng liên kết còn CDB như các bạn thấy là cũng quá là xịn khi mà nó đã trói được cả uh, YQ Ram vẫn cả Mega TNC bên kia. Block Mega Stix đây. Bị một khoản đó là cái tốc độ của nó quá chậm. 60 triệu đam này. Đòn tấn công vừa rồi của Mega uh, Địch thì uh, hai con đã bị trốn rồi dưới lòng đất zone rồi. Trận này thì chưa bị chết ngay lúc đầu do đó thì vẫn còn có thể là phát huy được hiệu quả chăng. Do nghe leo vừa hành động phát là bị mất một loạt máu luôn Bên kia là dây hiệu ứng Lửa của quay kêu đốt rất đau Và có một địch bên mình đã bị lún hố rồi Như các bạn thấy nó có một địch bị lụ ở Một đồng đội bên mình lún hố đó là Mega Tien si này Tim đất Trốn ẩn nấp các kiểu Trận đấu này cũng hơi khó khăn hơn so với cả trận đấu trước trận trước thì Brock Megastrix chết ngay lúc đầu cho nên là chưa kịp bổ trợ dành cho tim bây giờ nó lại ulti tiếp mất hai máu rồi này và ulti quả vừa rồi nó lại làm cho con Songa Leo bay ra khỏi sàn đấu rồi cái nghĩa là nó đang quấn chặt con Songa Leo vào trong cái thân thể của nó à, là như thế và đặt thêm rất là nhiều các cái hiệu ứng ở bẫy cái hố ở bên tim mình ví dụ như Megamo chú ý các bạn để ý là có hai cái hố này Song Leo đã bị nhốt bởi Brock Mega bên này. Nếu mình đánh con Brock Mega này thì uh, Song nó cũng sẽ bị mất máu. Một hiệu ứng khủng chế coi như là nhốt địch luôn. Và bây giờ nó vừa thả con Song Leo vào rồi. Trận này có vẻ là bên team đất của bên Brock Megastick đang dần cải thiện hơn một phần là có thể là từ hôm qua thì có thể bị lỗi đến sang ngày hôm nay rồi thì có thể là phát phích được một số lỗi cho nên là có cái sự khác biệt hơn với S cộng mới nhưng mà thực sự là cái hiệu ứng bão cát thần thánh này công nhận là bẩn màn hình mình vẫn hay gọi là bẩn màn hình và lúc này thì Block Megacitic à, bắt đầu tạo được khiên rồi thì nó đang phòng ngự vẫn rất là vững chắc sau khi nào đánh trả mất có 56.000 này lượng khiên nó cảm thấy rất là dày luôn các bạn ấy thấy là nó có thêm hai hai lớp rồi nếu mà nó đi cùng với tim thép thì khiên nó dày đặc hơn nữa đây là một trận đấu tưởng là có thể dễ ăn giống như ở trận trước nhưng mà không à, bên kia khi mà Brock Silic không chết thì bắt đầu kích hoạt được dần là bổ trợ dành cho đồng đội với cả khống chế ở phên, phía bên tim mình và sau đến lượt năm rồi thì như là cái hiệu ứng cát lún dưới chân cũng bắt đầu kết thúc kèm theo các cái động đất nữa cũng nguy hiểm ra phết mặc dù thiếu bóng đi Sonia nhưng mà cái team bên kia toàn những con trâu uh, vẫn trụ lại được này Mega TNC thì tử trận rồi trận này nhìn thế thôi mà có nguy cơ cũng dễ thua lắm ngoài kia đã ulti 15 triệu và lại uh, Uh, hỗ trợ dành cho đồng đội cái tượng băng nhưng mà cái con đam chủ lực đó là Cynthia Megatron thì đã chính thức tử trận rồi còn Brock Megatilic ở trong cái đội hình team này thì uh, vẫn đang có một lợi khiên cực kỳ dày đặc và có vẻ là vẫn đang sống tốt chưa biết là tiếp theo nó sẽ như thế nào nhưng mà tạm thời thì mình sẽ tua nhanh đi một tí một lượng khiên rất là nhiều con có khiên bảy à, mega shiny mega tirata đã chính thức tử trận còn bên à, tim siêu tiên thì à, sernia này xong rồi là mega mowchui cũng đã tử trận nốt bây giờ còn lại son Leo là con đam để gánh tim thôi liệu có giành để chiến thắng hay không ngoài Kyurem cũng đã chết rồi đánh trả lại một triệu đánh trả lại 1 triệu tư, đánh tiếp 506. Chắc là còn lại con Brock Mega Stick, dễ lắm. Thôi mình skip đoạn này thử xem. Ryan Gordon chuẩn bị chết rồi này. Đây, còn một mình Brock Mega Stick, mình sẽ skip xem có thắng, thắng nó không. Nếu mà thua thì chứng tỏ là 20 lượt nó trụ được. Mình tưởng trận đấu vừa rồi nó nhanh nhanh để có thể chuyển sang cái đấu lên nhưng mà có lẽ là cần phải test lại lần nữa để xem xem trận đấu vừa rồi bên kia uh, thực sự là son hay không tốc độ như thế này có lẽ là được rồi ấy nhanh hơn một xíu nhưng lúc chậm quá bẫy địch vừa bị ăn một cái quả nổ đam của tim siêu và một quả bẫy uh, chói của cnb ba địch đã bị chói rồi Xong rồi Cynthia Mega Chom đã bị mất đi nửa bình máu và chui xuống hố tiếp. 41 triệu đam này. Chết mất Mega TNC. Còn đâu Brock Mega Stilic nó vẫn đầy ự máu. Tại vì nó đang có khiên. Giảm đi dựng sát thương rất là nhiều. Chính ra đây là một S cộng mà phòng thủ rất là ổn. Trừ phi là quả sát thương quá cao đánh lên nó thôi. Nhưng mà bị cái là những cái sát thương mà liên quan đến sát thương vật à, đặc biệt đấy thì khi mà nó kích hoạt hiệu ứng gì của nó ý, tất cả những cái sát thương đặc biệt sẽ chuyển sang vật lý cho nên nó vẫn còn thể chống chịu được và tám sao của nó khi máu dưới 50 là nó sẽ tự ulti và nó ulti thì như các bạn biết rồi là nó sẽ nhốt một địch vào trong cái của nó nó đang thâu tóm mất đó là Mega TNC rồi trận đấu này thì cái tim đất này bị xui hơn ăn mấy quả của Mega Mujui mà chết đi hầu hết các con quan trọng rồi bạn nào mà chơi team tiền đất thì cân nhắc thì có thể là lấy con block mega này hay là team thép đều lấy lấy đều được cả. Mình cảm thấy nó khá là ổn. nói về khoản tăng thì như thế là ổn lắm rồi. Vừa rồi thì nó bắt đầu đến hành động của nó nó đã thả con mega DNC ra. hai con bị phong ấn và Mega Mô Chú Y lại ulti tiếp 14 triệu Chết Cynthia Mega Gatom chứ không chết đi Brock Mega Silic trận này thì chắc là giành chiến thắng rồi Mình sẽ đến với cả Liên Server À, các bạn hỏi mình là ở trong đội hình team siêu tiên này thì người chơi sử dụng đá bùa hay chip như thế nào Thì đây chính là meo meo của người chơi đó Chip đang sử dụng đó là chip sói rồi Một cái chip để tăng sát thương rất, rất là nhiều Và Rune thì đang sử dụng đó là ba cái uh, pants với cả sáu cái sát thương. Tất cả đều lên 120 như thế này. Mắc rồi. Uh, khế ước của người chơi đang sử dụng. Đó là khế ước đầu tiên là của Mega Quaza này, một cái khế ước nữa là tấn công có uh, địch đang bị dính hiệu ứng bất lợi thì ngay tức sẽ bị uh, hiệu ứng tê liệt trong vòng 2 lượt này, cái này tăng tấn công này, một cái là tăng thêm 11,5% sát thương khắc hệ này, những cái này liên quan đến tấn công hết. Đây chính là meo meo của người chơi này. Mega TNC đây, có cái cái lá này làm cho địch một địch ở hàng sau bị giảm đi 8% 6 chỉ số chính trong vòng 3 lượt này. Đây là Song Galeo. Sonia Iron Bone đây là một cái uh, khế ước của nào ấy nhỉ? Khế ước đỏ à. Một con 12 sao chăng. Song Leo của người chơi đã đang sử dụng đó là chip uh, không có chip gì cả theo kiểu mà đủ để màu đỏ thôi thiên về phòng thủ là chính còn mega TNC là chip giảm độ và giảm thương máu là nhiều sonia là liên quan đến chip à, rắn và bên này cũng là hút máu với cả giảm thương magena đây là chưa có đủ chip đỏ thì đến nước đến đây thôi và liên toàn toàn đến giảm thương với cả phản sát thương là chính hầu như những pokemon này thì liên quan đến cái việc đó là tăng cường thêm cái phản, phản phòng, khả năng phòng ngự của nó. Kết thúc clip này thì mình sẽ xem một trận đấu với cả một người chơi 20 triệu lực chiến VIP 18 như thế này. Và đội hình của mình đang để là 19 triệu mấy. Đội hình này của người chơi bên kia thì đang sử dụng team 3 điện và kết hợp với cả Mega Mu Eternatus nữa. Thì xem như thế nào. À, chưa có cái người chơi nào ở trong cái lên server để sử dụng cái team tiên đất đá cả. Cho nên là mình xem một lại một cái trận đấu với cả người chơi bên kia sử dụng cái đội hình 3 điện này còn kẹp thêm cả Etertus uh, Mutui với cái Megatensi nữa rất là nhiều con tấn công ở trong đội hình bên kia không có hiệu ứng cháy thì đương nhiên là so cái leo khi hành động là cũng không có mất máu gì nhiều cả nhưng mà dính hiệu ứng độc rồi bên kia thì về sức tấn công đến từ uh, Black Kyurem, Miadon, Mega thì team siêu tiên này trụ đến đâu. Lúc này là hai bên đang hơn nhau khoảng tầm triệu lực chiến. Mega ulti trước này, 46 triệu này. Một quả đam to và cũng là mù 6 rồi. Và mỗi bên của cái team siêu tiên này cũng đang mất đi khoảng tầm 1/3 bình máu khi bị một quả ulti vừa rồi. Bên này cũng ulti lại 19 triệu. Hỗ trợ. Và team siêu tiên này đương nhiên là cái khả năng phòng ngự tốt hơn. Nhưng mà liệu có giành được chiến thắng trước cái team điện bên kia hay không? Bởi vì là sau kết quả trận đấu thì là cái team dòng điện này sẽ giành chiến thắng này. Mega TNC đã chính thức tử trận rồi Team siêu tiên đang có thể chống chịu được với vào team bên dòng điện bên kia Mega mua chú Y 33 triệu Nó vẫn là một con đam vẫn rất là tốt Nhưng mà đấy khi mà nuôi mạnh thôi Mình cũng có nhưng mà mình cũng không dám nuôi Để khi nào lên VIP 15 xong rồi lên Z mùa 6 thì còn mới có thể Bắt đầu Black Kill đã tấn công Và quả vừa rồi Nó đã ulti cho bay luôn cả Magena rồi một con đam rất là to bậc S ở thời điểm này đam đơn nhưng mà vẫn có thể đánh được đam lan nữa bộ đôi tấn công của bên kia là Mega Mewtwo Y với cả Black Kilogram đây và vừa rồi Miradon đã bị sau nghe nó đánh trả chết luôn cóc kịp né một con tăng để trụ ở hàng trước đây wow cũng có thể là có cơ hội giành chiến thắng trước cái team bên dòng điện bên kia. Xong Leo lại ulti tiếp. Không liên quan đến các hiệu ứng đốt cháy của YQRM thì Xong Leo nó vẫn sống dài được. Champion Pikachu đã ulti và tạo hiệu ứng khiêu khích lên toàn địch đây. Và lại ulti thêm phát nữa. Khiêu khích. Bây giờ quân số là 5 4 và Mega chui bên này ulti 7 triệu rưỡi. Chết mất Mega chui bên kia. Nhưng mà White Kyurem à, Black Kyurem vừa rồi đã cho thêm một con ra đi nữa. À, hai con ra đi là Mega Tiên Si, Celebi xong rồi là Sonia cũng ra đi nốt và ulti thêm phát nữa 88 triệu rồi phải. Ra đi nốt Mega y cho nên là Black Kyurem thời điểm này vẫn là một con S uh, đam khủng bố Mà có thể tàn sát được cả cái team À, đang có liên kết của Sernia như thế kia Còn lại mỗi song ga leo để trụ lại thôi Nhưng mất đi một con chủ lực đam Là con Mega Mochui rồi Thì cũng khó khăn để tiêu diệt lắm Cũng đã hết mất trạng thái ấy rồi Black Kyurei nó ulti 9 triệu Và trận đấu này coi như là kết thúc ok hẹn gặp lại các bạn vào clip kế tiếp